Với người Việt, Tết là dịp đặc biệt thiêng liêng và có nhiều phong tục đặc sắc nhất. Rộn ràng chuẩn bị các nguyên vật liệu, gói bánh chưng bánh tét, dọn dẹp trang thờ, dâng cúng tổ tiên, thăm hỏi chúc Tết bà con họ hàng, hòa mình vào các lễ hội truyền thống đậm chất văn hóa dân gian. Được chứng kiến những phong tục lễ hội đặc sắc ấy ngay từ nhỏ, đến khi rời quê hương đi làm ăn xa, không có dịp trở về đoàn viên ngày Tết, nhiều người bỗng đau đáu nỗi nhớ Tết quê. Và nhiều người ở các tỉnh thành phía Bắc và Bình Dương đã chia sẻ những cảm xúc của mình khi Tết đến xuân về. Mình cũng vì cuộc sống muốn trinh cho nên vào Bình Dương cũng được 35 năm rồi. Nhưng mà mỗi lần Tết đến xuân về thì mình cũng nhớ đến cái truyền thống của quê nhà. Như những cái ngày là bà con chuẩn bị là đón xuân, gói bánh chưng, gói bánh tét, gói các loại bánh ú, bánh dày, bánh tét, bánh gai. Tết đến xuân về là vẫn là thích là mặc đồ trang phục màu sắc của các dân tộc để đi chụp những cái hình mới. Mình không được về quê mấy, nhưng mà không khí của ngày Tết thì mình vẫn nhớ những nồi bánh chưng và những cái không khí luộc bánh và đêm giao thừa. Nói chung là rất là nhớ quê hương. Mình xa xứ thật, xa quê hương thật, nhưng mà luôn luôn vẫn nghĩ về quê hương của mình, cái truyền thống bản sắc từ ngàn xưa đến giờ của ông bà đấy, là mình vẫn nhớ về là cái những cái món ăn hay là những cái gì truyền thống. Người ông Bắc thì không thể thiếu được bánh chưng xanh và dưa hành. Đấy là nét đặc trưng của miền Bắc mình. Thế nên có đi đâu, đi xa đâu, mình vẫn giữ cái nguyên cái bản sắc đó. Lúc nào cũng có, trong nhà cũng có hành, có bánh chưng, đấy, là giò, đấy, những cái món ăn, măng, miến, các thứ đó. Hẹn lúc nào rảnh đi là mình sẽ về thăm.